Theo đó, Ban Kinh tế Ngân sách đã tiến hành thẩm tra tờ trình dự thảo nghị quyết thông qua điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, liên quan đến công tác quy hoạch, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cần có sự đánh giá phù hợp của các dự án đối với quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch có liên quan, nguyên nhân điều chỉnh diện tích, địa điểm đối với các dự án, vấn đề thực hiện các chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phù hợp với thực tế tại các địa phương. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành giải trình làm rõ những nội dung các đại biểu ý kiến cũng như kết quả khảo sát của Ban Kinh tế Ngân sách. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp thu, rà soát lại các nội dung ý kiến tại hội nghị để tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh làm rõ trước khi trình tại kỳ họp.